tử vi thứ hai, ngày 5 tháng 9 năm 2016 của 12 con giáp. Bước sang ngày mới, người tuổi Thìn có tiền nhưng lại không may mất đi. Còn các con giáp khác sẽ có tài vận thế nào? Chúng ta cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé. Tử vi tuổi Tý. Theo tử vi thứ hai của 12 con giáp, ngày chính ấn mở cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, bạn mệnh Tý cần chủ động nắm bắt. Bạn hoàn toàn tự do sáng tạo, dù còn đang đi học hay đã đi làm, bạn đều đạt được thành tích cao nhờ vào những ý tưởng sáng tạo độc đáo, mới lạ của mình. Một khi đầu óc được khơi thông, những đề xuất của bạn đều được cấp trên đánh giá cao. Hãy kiên định mục tiêu phấn đấu, nhất định thu về cơ hội nâng tầm sự nghiệp. Nhìn chung, mặt nào cũng tốt, duy chỉ có sức khỏe giảm sút đôi chút. Vì mải mê với công việc, bạn quên mất luyện tập, rèn luyện sức khỏe. Đó là một trong những nguyên nhân khiến cho một vài dấu hiệu xuống dốc đã bắt đầu xuất hiện. Ngũ hành tương sinh mang tới sự tươi vui, cảm giác mới mẻ trong quan hệ vợ chồng. Các mối quan hệ trong nhà cũng vô cùng tốt đẹp, ai nấy đều vui vẻ, phấn chấn, gia đình đông vui, hạnh phúc. Con số may mắn 0, 1, 9, giờ tốt 2 giờ đến 4 giờ, màu sắc cát tường đen, xám, quý nhân phù trợ Mão, Thân. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Sửu hứa hẹn một ngày kiếm nhiều tiền, tài chính ở mức ổn định, không quá khởi sắc và cũng không hề áp lực. Tuy nhiên, mà tình cảm không lý tưởng, vợ chồng hoài nghi lẫn nhau vì người thứ ba xuất hiện. Người đó có thể là hàng xóm mới, nhân viên mới ở công ty hay đơn giản chỉ là một trong số người thân, họ hàng của hai bạn. Không khí gia đình bỗng trầm lắng bất thường vì các mối quan hệ bị xung đột, vợ chồng cãi vã, con cái và bố mẹ không hiểu nhau, một ngày nhiều tất bật lo toan cho cuộc sống đã đành, về nhà lại áp lực như thế. Thử hỏi tinh thần tuổi Sửu không xuống dốc mới là chuyện lạ. Con số may mắn 1, 2, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu đất, quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dần. Trong ngày Dần Mộc tự hình, bản mệnh tự tạo áp lực cho mình về cả công việc, tài chính cũng như chuyện tình cảm. Lưu ý bạn bè chơi trò ném đá giấu tay nhằm tranh công đoạt vị, giành giật phần hơn. Công việc gặp trở ngại khiến cho tinh thần bạn bí bách, nên đi ra ngoài thay vì ngồi quá lâu trong văn phòng. Nhất là những ai cần ý tưởng sáng tạo, càng cần phải xông xáo, tìm hiểu để lấy nguồn cảm hứng. Tình cảm vợ chồng khó tránh khỏi lục đục, đi xuống. Dù thế nào đi nữa, cãi nhau trước mặt con cái không phải là điều gì tốt đẹp, không tránh, sau này sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Chính con cái bạn sẽ lĩnh hậu quả ấy. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xanh lá, xanh dương, quý nhân phù trợ Tuất, Ngọ. Tử vi tuổi Mão. Tử vi thứ hai của người tuổi Mão không lý tưởng, Mão Mộc Dần Mộc kỵ nhau, cảm giác làm việc không thuận lợi, có kẻ tiểu nhân quấy phá, buông lời gièm pha nhằm tranh công đoạt vị. Trong công việc có những lúc tưởng chừng như hợp đồng đã để sẵn trên bàn, chỉ cần đặt bút ký một chữ là xong, nhưng lại bị kẻ xấu cướp công hoặc gây điều trở ngại. Vậy nên mới có trường hợp ký kết hợp đồng hụt trong ngày, có nối tiếc cũng chẳng vất phát được gì. Ngũ hành tự hình, vợ chồng khắc khẩu là chuyện thường tình, cái chính là cả hai vẫn cùng nhau phấn đấu vì mái ấm gia đình. Điều đó mới là yếu tố then chốt duy trì hạnh phúc. Con số may mắn 0, 5, 7, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường xanh lá, xám, quý nhân phù trợ Sửu, Hợi. Tử vi tuổi Thìn. Xem tử vi ngày 5 tháng 9 năm 2016, người tuổi Thìn có tiền, chủ yếu là tiền lương thưởng đạt được từ tháng trước dồn lại. Nhưng có tiền thì giữ chặt trong túi, càng khoe khoang càng dễ mất, bởi bản mệnh vốn tính hào phóng, ai vay mượn gì cũng chẳng nề hà. Nhưng bạn biết đấy, có những khoản tiền một đi không trở lại, tiếc ngùi ngùi nhưng không làm gì được. Công việc của tuổi Thìn khá thuận lợi, dự án kinh doanh cũ sinh lời mới bắt đầu triển khai. Giữ tâm thế ổn định, không nóng vội, kiềm chế tốt cảm xúc, bạn cứ thẳng tiến về phía trước để gặt hái thành công. Ngũ hành mộc khắc thổ chẳng khác nào điểm báo có kẻ thứ ba phá bĩnh, nhưng đó chỉ là yếu tố phụ, cái chính vẫn là tình cảm của hai bạn. Nếu như tình yêu bền chặt, không có gì có thể chia lìa hai bạn, hãy cứ tin tưởng vào điều đó. Còn số may mắn 3, 9, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường vàng cam, nâu đậm, quý nhân phù trợ Tý, Hợi. Tử vi tuổi Tỵ. Xem bói tử vi, người tuổi Tỵ đón một ngày nhiều tâm trạng, chủ yếu là buồn bực. Vì Dần Tỵ tương hại, báo đêm có kẻ quấy phá, bản mệnh cần hết sức cảnh giác, vận trình công việc đi xuống, một phần vì bạn chưa thực sự cố gắng, phần khác do ảnh hưởng của những yếu tố khách quan như cấp trên không tin tưởng, đồng nghiệp đố kỵ, ghen ghét. Thay vì cố gắng gồng mình để chống lại các mối quan hệ phức tạp, sao bạn không mất chút thời gian để xem xét, nhìn nhận lại vấn đề, biết đâu nguyên nhân là từ phía bạn chứ không phải mọi người xung quanh. Công việc bộn bề, rối ren là thế, tuổi Tỵ nên tìm về với gia đình, người thân,
Ngũ hành tương sinh sẽ giúp bạn có thêm nghị lực để phấn đấu, ổn định tinh thần, nhanh chóng tập trung làm việc hiệu quả. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường vàng, cam, quý nhân phù trợ Thìn, Mùi. Tử vi tuổi Ngọ. Tử vi thứ hai của người tuổi Ngọ khá bình yên, quan hệ tam hợp dần Ngọ sang tay che chở, giúp chuyện to hóa nhỏ, nhỏ biến thành không có, một ngày trôi qua nhẹ nhàng, thư thái. Quý nhân tam hợp giúp đỡ, thích hợp với những kế hoạch lớn như mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị phần, thị trường. Hãy mạnh dạn tiến hành kế hoạch bạn đang ấp ủ bấy lâu, hạ quyết tâm theo đuổi tới cùng, kiểu gì bạn cũng tới đích. Tam hợp còn giúp hóa giải mâu thuẫn trong tình yêu, đôi bên không còn tình trạng chiến tranh lạnh như dạo trước nữa. Ngược lại, tình cảm như được hâm nóng, mặn nồng và gắn kết bền chặt hơn. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường tím, đỏ son, quý nhân phù trợ Dần, Tuất. Tử vi tuổi Mùi. Hôm nay, người tuổi Mùi có tiểu nhân đe dọa, khiến cho tình cảm bạn bè, đồng nghiệp bị chia cắt. Làm việc gì cũng phải cẩn trọng, tránh nóng giận rồi nói ra những lời thị phi không hay, cản trở con đường tiến thân. Thêm nữa, tài lộc của bạn tuy khá, nhưng nên từ chối vay mượn trong ngày, kẻo tiền một đi không trở lại. Dù bạn có tiếc cũng không làm gì được, bởi người vay tiền đều là người thân, bạn bè chí cốt. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng ngày càng đi vào bế tắc. Nếu bạn mãi cố chấp như thế, không chịu nhường bộ, chắc chắn mối quan hệ này sẽ rạn nứt, không thể cứu vãn được nữa. Còn số may mắn 4, 9, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường đỏ, vàng, quý nhân phù trợ Hợi, Mão. Tử vi tuổi Thân. Người tuổi Thân có một ngày tâm trạng rối bời, cảm giác bí bách, uể oải. Quan hệ tứ hành xung khiến cho bạn có cảm giác làm gì cũng khó khăn, chật vật. Chính vì thế, bạn càng phải học cách tiết chế cảm xúc, tránh nóng giận vô cớ, để rồi nói ra những lời hàm hồ, làm mất giá trị bản thân. Những lúc cảm thấy căng thẳng, bạn nên chia sẻ với bạn bè, người thân, dù chưa chắc họ đã giúp được bạn tìm ra giải pháp tốt, nhưng chỉ ít, khi tâm sự thành lời, tư tưởng của bạn cũng thư thái, thoáng đạt hơn. Hôm nay, bạn nên dành chút thời gian quan tâm, hỏi thăm và chia sẻ, động viên tới mọi người xung quanh. Thay vì gắt gỏng với họ, mọi chuyện sẽ chuyển biến tích cực hơn một khi bạn có những suy nghĩ tích cực. Còn số may mắn 2, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xám, trắng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão. Tử vi tuổi Dậu. Tuổi Dậu trải qua một ngày không may mắn, kiếp tài báo điểm phá tài, có thể là do sai sót từ công việc hoặc do có kẻ quấy phá nhằm hạ bệ uy tín của bạn. Dù thế nào đi nữa, hễ làm gì liên quan đến tiền bạc, bạn cũng nên thận trọng, cẩn thận từng ly từng tí. Trong ngày ngũ hành tương khắc thế này, dù là tình bạn, đồng nghiệp, tình yêu hay tình cảm gia đình đều không như bạn mong muốn. Mọi thứ rối tinh rối mù khiến cho bạn khó tập trung trong công việc. Tới nơi làm việc, bạn còn bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng, cấp trên gây áp lực. Nhìn chung, bốn bề đều bí bách, chi bằng ra ngoài gặp gỡ bạn bè, khám phá điều thú vị để nhanh chóng lấy lại nguồn cảm hứng làm việc. Còn số may mắn 3, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, kaki, quý nhân phù trợ Tý, Ngọ. Tử vi tuổi Tuất. Xem tử vi thứ hai của 12 con giáp, người tuổi Tuất hứa hẹn một ngày thắng lợi lớn về sự nghiệp, thăng hoa về tình yêu nhờ quan hệ tam hợp dần Tuất. Vì thế, hôm nay bạn làm gì cũng may mắn, đầu tư vào đâu cũng sinh lời, thậm chí mua vé số còn có thể trúng giải. Nhân dịp may hiếm có này, bạn hãy sắp xếp lại công việc, triển khai các kế hoạch mới, đầu tư vào một lĩnh vực vẫn còn do dự, biết đâu sẽ thu lời lớn. Tuy nhiên, vì bạn ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nên cảm giác tất bật, công việc chồng chéo, lúc nào cũng vắt chân lên cổ mà chạy, sức khỏe vì thế mà giảm sút. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường vàng, đậm, quý nhân phù trợ Sửu, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Nhờ trình ấn ủng hộ, bản mệnh tuổi Hợi có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Đường quan lộc cực sáng, danh tiếng không ngừng vang xa. Chỉ cần bạn tiến hành mọi việc theo kế hoạch đề ra, không cần lao tâm khổ tứ quá nhiều mà vẫn có được thành công nhất định. Nhất là những ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật, càng dễ dàng đạt thành quả đáng ngưỡng mộ trong ngày. Thêm nữa, bạn đón nhận tin vui gặp lại bạn cũ hoặc kết thêm được bạn mới. Những mối quan hệ này không chỉ khiến đời sống tình cảm trở nên phong phú hơn mà còn giúp ích cho công việc của bạn. Nhờ bạn bè giúp đỡ, tương lai sự nghiệp và cơ hội thăng tiến sẽ nhiều hơn. Ngũ hành thủy mộc tương sinh, đẩy vận trình tình cảm như ý, vợ chồng hòa hợp, gia đình trong ấm ngoài êm, mâu thuẫn hiểu nhầm giữa các cặp đôi được hóa giải, tình yêu càng thêm mặn nồng. Con số may mắn 0, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, be vàng, quý nhân phù trợ Dậu, Mùi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và có nhiều may mắn. Để xem thêm các thông tin hấp dẫn khác, bạn vui lòng truy cập vào website lịchngaytot.com hoặc fanpage Lịch Ngày Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau. 10 nơi đừng tới vào ban đêm để tránh âm khí. Xin chào các bạn yêu mến chương trình của Lịch Ngày Tốt. Ngày hôm nay, Lịch Ngày Tốt sẽ đem đến một chủ đề rất huyền bí, đó chính là âm khí và tâm linh. Có thể bạn không bao giờ tin rằng có linh hồn tồn tại xung quanh chúng ta, nhưng thực tế lại không như vậy. Cuộc sống của chúng ta chứa đựng rất nhiều điều huyền bí mà câu trả lời vẫn đang bỏ ngỏ.